Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị các bạn, lại bước sang một tuần làm việc mới rồi. Chúc toàn thể quý vị và các bạn có một tuần làm việc mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ, công việc hiệu quả. Thưa với quý vị và các bạn, mặc dù hôm nay thời tiết rất là nắng nóng, thời tiết hôm nay cực kỳ nắng nóng đấy ạ. Nó khác với mấy hôm trước đã chuyển sang thời tiết lạnh rồi, nhưng hôm nay rất là nắng nóng. Tôi sẽ đem chiếc xe này ra đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Trước máy quay của tôi ngày hôm nay, quý vị và các bạn đang xem trên màn ảnh đấy, là một chiếc xe Mazda BT50. Chiếc xe này ở cái phiên bản 2.2 động cơ diesel, số tự động ạ, một cầu ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, Mazda BT50 mới lại Ford Ranger, hai chiếc xe này cùng chung động cơ y như nhau, khung gầm cũng giống y như nhau luôn ạ. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 2015 này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 sản xuất năm 2015 này ạ. Đây là cái phiên bản BT50 động cơ diesel 2.2 lít, số tự động một cầu đấy ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân năm 2015 và đã lăn bánh được 5 vạn km rồi. Vâng, thưa với quý vị và các bạn xem mà tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được và cũng không phải dọn dẹp gì nhiều mà chiếc xe nó đã đẹp được như thế này rồi. Đây, thưa với quý vị và các bạn, dưới ánh nắng như thế này thì tôi quay, nếu như quý vị và các bạn nào mà tinh mắt mà nhìn được là thấy luôn những chỗ nào sơn rồi, những chỗ nào chưa sơn đâu ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, ở những cái xe ô tô cũ ấy thì là những cái vết xước sát sơn lại thì không tránh khỏi được. Cái này thì tôi chỉ cam kết được với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn này, không ngập nước này, máy móc nguyên bản ạ, chưa có bị tai nạn gì cả, cho nên là nó còn rất là đẹp. Còn nếu như mà nó đã bị tai nạn rồi, phải làm lại rồi thì nó không được đẹp như thế này đâu ạ. Đây là cái phần đầu hay còn gọi là cái phần ba đờ sốc trước của xe đấy ạ. Tôi quay chi tiết lại cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Cái dàn đèn pha còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là đẹp ạ, dàn đèn pha này, đèn gầm này, xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm đầy đủ rồi. Và còn rất là mới ạ. Bên dưới đây là cái cặp đèn gầm, rất là mới và đẹp ạ. Chiếc xe này là màu xanh đấy ạ. Màu xanh hơi xám một chút ạ, xanh đậm đấy ạ. Nhìn về cái phần ba đầu sốc sau thì quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi đấy ạ. Bộ phận đèn chiếu hậu này, kể cả là cả hai cụm đèn này còn rất là mới, rất là đẹp. Và xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi đấy ạ. Đây là cái phần cảm biến lùi và camera lùi. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết tất cả rồi. Phiên bản BT50. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái phần ốp đèn đây. Đây là cái phần này là phần chủ xe lắp thêm đây ạ. Chứ nguyên bản là nó không có cái phần ốp này đâu ạ. Rất là đẹp ạ. Xe cũng đã được trang bị là la răng đúc và cái dàn la răng và dàn lốp này. La răng thì chưa xước sát gì cơ, dàn lốp thì còn nguyên bản theo xe đây ạ. Thưa với quý vị và bạn, đây tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn xem về cái dàn lốp này. Dàn lốp nguyên bản theo xe còn và còn rất là dày đấy ạ. Dàn lốp nguyên bản theo xe đấy ạ. Và rất là dày. Hệ thống gầm sạch sẽ đẹp đẽ, rất là đẹp luôn ạ. Tiện này tôi quay luôn cả cái phần gầm cho quý vị và các bạn cùng xem. Rất là nhiều người đi mua xe bán tải là hay quan tâm cái phần gầm đấy ạ. Xem nó đẹp hay không, mới hay không, có gì hay không đấy ạ. Thì quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đấy, đây là cái phần gầm. Rất là đẹp ạ, rất là mới ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi quý vị và các bạn ạ. Rất là mới ạ. Đấy, đây là cái phần gầm. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Xe cũng đã được trang bị lên là gương chiếu hậu là gương gập điện và tích hợp xi nhan trên gương. Đây là cái xi nhan được tích hợp trên gương và ốp gáo gương là phần chrome. Rất là sáng, rất là đẹp ạ. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, rất là mới vì lăn bánh được có hơn 5 vạn km thôi. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi
đi một vòng quanh chiếc xe lại một lần nữa. Để nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể quan tâm sâu hơn, có thể nghiên cứu kỹ hơn, tìm hiểu kỹ hơn về chiếc xe này. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm kỹ hơn thì quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda BT50 2015 này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 455 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 455 triệu đồng thì quý vị và các bạn sở hữu ngay chiếc xe Mazda BT50 2015 này và chúng tôi có hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn ạ. Quý vị và bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì đơn giản, nhanh gọn thôi, chỉ sau 3 ngày thì quý vị và bạn đã được nhận xe rồi. Thời tiết hôm nay thì quá nắng nóng cho nên là tôi cũng quay cho quý vị và bạn về cái phần ngoại thất như vậy thôi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái khoang nội thất để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên bước vào khoang nội thất thì tôi sẽ mời quý vị và bạn xem về cái phần cánh cửa trước bên lái của xe. Đây là cái cánh cửa sử dụng nhiều nhất. Quý vị và bạn đi mua xe thì nên quan tâm xem cái cánh cửa này nhiều nhất để xem là nó có xước sát nhiều không. Nếu như đi nhiều thì sẽ xước sát nhiều hoặc là nó sẽ cũ theo thời gian. Và chiếc xe này thì đầu tiên thì là mời quý vị và bạn xem về cái phần keo chỉ này. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa này. Đây là cái keo chỉ còn nguyên bản đây quý vị và các bạn nhé. Phần trong là phần keo chỉ này và chủ xe đã ốp thêm một cái này chống ồn đấy ạ. Ốp thêm một cái gioăng cao su chống ồn và keo chỉ đây. Bên trong là keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản ạ. Phần bên dưới này cũng còn nguyên bản ạ. Bản lề, ốc bản lề cũng còn nguyên bản ạ. Chưa có tháo ra. Cho nên là còn chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả. Ốc bản lề còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản và ốc bản lề còn nguyên bản hết ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ. Xe thì cũng đã được trang bị là nội thất là ghế da cao cấp nguyên bản theo xe rồi đây. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe và cái phần trần nỉ này còn rất là sạch sẽ đây quý vị và các bạn nhé. Rất là sạch, rất là mới ạ. Đấy. Và chủ xe cũng rất cẩn thận đã lắp thêm một cái bộ lót sàn 3D. Đây là lót sàn 3D đây ạ. Lót sàn này, hai lớp luôn. Rất là lịch sự, rất là đẹp ạ. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết, thứ nhất là keo chỉ còn nguyên này, không bị đâm đụng này, không ngập nước này, máy móc cũng nguyên bản ạ. Táp lô này rất là mới ạ. Ghế da cũng rất là mới đây. Trần thì sạch sẽ rồi. Đây, tôi quay sát lại cho quý vị và bạn xem về cái trần này. Nếu sử dụng nhiều hay ít thì cái trần này nó cũng sẽ bẩn theo này. Và ghế đây rất là mới ạ. Phần ghế da này thì đằng sau này thì gần như là không có người ngồi mấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi mua được của một bạn gái sử dụng đấy ạ. Bạn gái sử dụng chiếc xe này đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi lên chiếc xe này để xem về cái phần nội thất này. Xem về cái phần option này. Thưa với quý vị, đầu tiên cho quý vị và các bạn xem về cái phần đồng hồ công tơ mét đấy ạ. Chiếc xe lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và vô lăng cũng đã được vô lăng khâu da này, tích hợp các phím điều khiển này. Sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, sang số thể thao trên xin lỗi quý vị và bạn. Tích hợp các phím điều khiển này, cruise control, chứ chiếc xe này không có sang số thể thao trên vô lăng. Sang số thể thao trên vô lăng là ở chiếc xe Mitsubishi Triton cơ ạ. Triton hôm qua tôi giới thiệu là có sang số thể thao trên vô lăng. Cho nên chiếc xe này tôi cũng nhầm. Và đây là cái màn hình mà chủ xe đã lắp thêm. Đây chính là cái màn hình Android đấy ạ. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi. Cho nên là đưa công nghệ vào chiếc ô tô của mình là cái chuyện hết sức bình thường. Và rất nhiều chủ xe đã làm đấy ạ. Và chiếc xe đã được trang bị là điều hòa tự động này. Điều hòa tự động này. Đây là cái đầu CD nguyên bản theo xe. Đấy, đây là cái đầu CD nguyên bản theo xe và chủ xe lắp thêm cái màn hình này giải trí thông tin đa phương tiện, nó giống y như một cái máy tính bảng hay là một cái điện thoại của quý vị đấy. Quý vị và bạn có thể dùng tất cả những cái dẫn đường này, vị trí dẫn đường này, nhạc này, điện thoại đánh tay này, rồi thì phát video này, bản đồ dẫn đường đầy đủ này, hoặc là bây giờ xem nhiều nhất là ai cũng xem là cái phần YouTube này đấy. Tôi cho nhỏ đi. Đây là cái phần YouTube mà
bây giờ rất nhiều người phải xem đến cái phần YouTube đấy ạ. Đây, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, gương này là gương chiếu hậu là gập điện rồi ạ. Bộ phận này, gương chiếu hậu gập điện này. Táp lô còn rất là mới này. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây là điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Tôi mở YouTube lên cho quý vị các bạn cùng xem chút nhé. Để quý vị các bạn có thể thấy được là thời buổi công nghệ 4.0 đấy, đưa công nghệ 4.0 vào. Tôi xin phép quý vị các bạn là tôi tắt không để tiếng, không để âm thanh. Nếu để âm thanh thì tôi giới thiệu cho quý vị các bạn là không xem được đâu. Cho nên là quý vị các bạn có thể xem cái hình này. Đây là cái hình ở trên cái màn hình Android đấy ạ. Rất là đẹp đúng không quý vị các bạn? Màn hình to, giải trí rất là thích. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Keo chỉ nguyên bản và còn rất là mới. Rất là đẹp luôn đấy. Nội thất hàng ghế sau này, trần này, tôi quay đến đâu tôi giới thiệu rất chi tiết cho quý vị các bạn. Nếu như quý vị và các bạn mà ở xa mà chưa qua xem xe được thì quý vị các bạn là xem video, quý vị các bạn có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này rồi. Đây là cái phần táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa mất một phân keo chỉ nữa đâu. Cái điều này là chúng tôi cam kết ạ. Chúng tôi đi mua xe là chúng tôi không bao giờ tôi mua những cái xe lỗi đâu ạ. Đấy, keo chỉ này, gioăng này còn rất là đẹp luôn. Táp lô rất là mới. Ghế da đây ạ, ghế da cũng rất là đẹp luôn. Đấy, đây là tem của nhà sản xuất này. Sản xuất tại Thái Lan luôn đây. Khá là đẹp đấy ạ. Đây, lốp nguyên bản theo xe quý vị và các bạn ạ. Lốp còn nguyên bản theo xe và cái phần gầm thì quý vị và bạn xem đây ạ. Nó rất là mới luôn đấy ạ. Thì xe mới lăn bánh được hơn 5 vạn thôi. Cho nên là tất cả các bộ phận chi tiết đều rất là mới, rất là đẹp. Tôi quay rõ cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Đấy, rất là mới. Đấy là cái phần gầm. Cho quý vị và bạn cùng xem luôn. Rất là mới. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần nắp thùng mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Đây là cái nắp thùng mà thấp ạ. Lắp cái nắp thùng này vào thì nhìn rất là thể thao, che được đồ mà lại rất là thể thao, rất là đẹp đấy ạ. Cho nên là quý vị và các bạn mua xe về là không phải lắp thêm một cái gì nữa, đã đầy đủ hết rồi. Nguyên bản của nhà sản xuất là không có nắp thùng đâu ạ. Khác với chiếc xe Nissan Navara hoặc là Chevrolet Colorado hoặc là những cái xe Isuzu chẳng hạn, thì chiếc xe Mazda BT50 này được trang bị là cái khối động cơ 2.2 lít và động cơ diesel, không khác gì là cái động cơ của Ford Ranger. Đấy, thưa với quý vị các bạn đây ạ. Động cơ y chang chiếc Ford Ranger ạ, không khác gì cả từ cái ốc. Tất cả các cái ốc này cũng đều giống y nhau và cái khối động cơ này giống như nhau luôn ạ. Không khác gì động cơ của Ford Ranger. Đấy, thưa với quý vị và các bạn. Và chiếc xe này thì tất cả cũng còn nguyên bản luôn, ở trong cái khoang động cơ này còn nguyên bản hết ạ. Nguyên bản từng con ốc một ạ. Cho nên là chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Ốc ác còn nguyên bản hết ạ. Và cái phần cabo thì quý vị các bạn xem đây ạ. Tôi quay cho quý vị các bạn xem về cái phần ốc cabo đây. Ốc cabo cũng còn nguyên ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn. Đấy, chiếc xe này chúng tôi không có dọn dẹp khoang máy đâu, cho nên là nó hơi bẩn một chút ạ. Khoang máy này nó rất là đẹp rồi, cho nên chúng tôi không phải dọn nữa. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản. Ốc tai cũng còn nguyên bản luôn. Toàn bộ cái phần khoang máy này, ốc còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm ngập nước gì đâu ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Vậy nếu như quý vị và bạn mà quan tâm đến chiếc xe này
thì mời quý vị và bạn hãy liên hệ theo số hotline hoặc là Zalo là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì tôi sẽ mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda BT50 2015 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một lần nữa tôi xin chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Công việc làm việc hiệu quả. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 455 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline ở góc dưới phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tôi xin phép được dừng clip tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.